Sáng 9 tháng 8 chỉ hơn 10 phút xuất hiện, nhưng chú hổ con thuộc giống hổ Bengal trắng này được sự quan tâm khá nhiều quan khách. Đây là lần đầu tiên giống hổ lớn thứ hai trên thế giới được nhân giống thành công tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Theo nhân viên của xí nghiệp động vật, trong 3 chú hổ con có một chú sức khỏe kém hơn 2 chú còn lại. Chính vì vậy, chú hổ này được chăm sóc đặc biệt bằng cách cho bú sữa bình. 2 chú hổ con còn lại ở với mẹ nên khách tham quan phải nhìn qua màn hình camera bên ngoài chuồng. Cái thời thử thách lớn nhất thì đã qua trong vòng 1 tháng qua. Tức là khi sinh ra thì cái con hổ mẹ không đủ sữa để nuôi cả 3 con. Thế thành ra là một con bị bỏ rơi. Nói tạm gọi là mẹ bỏ rơi, thì các cán bộ thú y của xí nghiệp động vật Thảo Cầm Viên đã phải mang ra và nuôi bộ. Hàng ngày hiện nay phải cho nó bú 5 lần một ngày, kể cả đêm. Và nó phát triển rất lớn cho đến nay và đã qua được nhiều cái thử thách ban đầu. Cách đây 5 năm, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đón chào 2 chú hổ Bengal nhập từ vườn thú Em Valley của Canada. Loài hổ Bengal trong tự nhiên có ở Bangladesh, Ấn Độ, Bhutan, Trung Quốc và Nepal. Đây là loài động vật rất quý hiếm. Hơn nữa, Việt Nam không phải là nơi phân bổ tự nhiên của chúng. Thực sự đây không phải lần đầu tiên hổ mẹ sinh ra hổ con ở Thảo Cầm Viên. Nhưng mà lần đầu tiên là hổ trắng được sinh ra thành công ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Và đây có ý nghĩa rất lớn nhân cái ngày quốc tế về hổ, bảo tồn hổ trên thế giới ngày 29 tháng 6 năm 2015 đã được Liên đoàn Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới phát động. Và chúng ta đã biết là trong rừng của Việt Nam không còn bao nhiêu hổ, còn dưới 200 con và nhiều nhà chuyên gia đánh giá có lẽ còn thấp hơn. Thì cái việc mà chúng ta nhân giống thành công trong các cái khu nuôi, nhất là các vườn thú của Việt Nam, là một cái thành quả rất tốt đẹp để góp phần vào trong việc bảo tồn loài hổ quý hiếm của chúng ta. Ngày nay, số lượng hổ trắng đã giảm đi rất nhanh. Theo Quỹ Bảo vệ Động vật Hoang dã, số lượng của chúng đã tụt từ 100.000 con trong những năm 90 xuống còn 3.200 con vào năm 2013. Trong đó, có khoảng 1.850 con hổ Bengal trắng sống trong tự nhiên, chủ yếu phân bố ở Ấn Độ, Nepal. Năm 2010, tức thời điểm nhập hổ trắng về Thảo Cầm Viên Sài Gòn, là năm loài hổ đứng hàng đầu trong danh sách những loài động vật cần được bảo vệ.